Thưa quý vị, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công điện số 1265 ngày 30 tháng 9 2021 và công điện số 122 của văn phòng Chính phủ ngày 1 tháng 10 2021, Bộ Y tế, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 đã có công văn đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị liên quan về việc giám sát, xét nghiệm, cách ly theo dõi đối với những trường hợp người dân di chuyển từ tỉnh này sang tỉnh khác. Cụ thể như sau. 1. Đối với người đi từ khu vực nguy cơ rất cao, khu vực nguy cơ cao đến dùng nguy cơ tương đương hoặc thấp hơn. Những người đã tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 có chứng nhận tiêm chủng đủ liều hoặc đã khỏi bệnh COVID-19, có giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19 hoặc giấy ra viện không quá 6 tháng tính đến thời điểm đến về địa phương. Trước khi di chuyển thực hiện xét nghiệm vật chất di truyền ARN hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên mẫu đơn trong vòng 72 giờ kể từ thời điểm lấy mẫu. Khi đến nơi thực hiện tự theo dõi sức khỏe tại nhà nơi lưu trú trong 7 ngày, thực hiện thông điệp 5K và xét nghiệm vật chất di truyền ARN hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên mẫu đơn hai lần vào ngày đầu tiên và ngày thứ bảy. Trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 thì xử trí theo quy định những người chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 trước khi di chuyển thực hiện xét nghiệm vật chất di truyền ARN hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên mẫu đơn trong vòng 72 giờ kể từ thời điểm lấy mẫu. Sở y tế nơi tiếp nhận dựa trên đánh giá dịch tễ và tình hình dịch trên địa bàn xem xét việc cho người dân từ nơi khác về tự cách ly tại nhà nơi lưu trú, hướng dẫn người dân thực hiện thông điệp 5K và làm xét nghiệm nhanh kháng nguyên mẫu đơn định kỳ 2-3 ngày một lần hoặc tổ chức xét nghiệm vật chất di truyền ARN mẫu đơn hoặc mẫu gộp 5 đến 7 ngày một lần cho người dân đến khi đủ 14 ngày. Trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 thì xử trí theo quy định. 2. Người đi từ khu vực nguy cơ đến khu vực nguy cơ tương đương hoặc khu vực bình thường mới. Những người đã tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19, có chứng nhận tiêm chủng đủ liều hoặc đã khỏi bệnh COVID-19, có giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19 hoặc giấy ra viện không quá 6 tháng tính đến thời điểm đến về địa phương thực hiện thông điệp 5K và hạn chế tiếp xúc, tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trong vòng 14 ngày, kể từ ngày đến về địa phương và thông báo ngay cho cơ quan y tế trên địa bàn trong trường hợp xuất hiện các triệu chứng sốt, ho, đau họng, khó thở, giảm hoặc mất vị giác hoặc khứu giác. Những người chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19, thực hiện thông điệp 5K cách ly tại nhà, nơi lưu trú trong vòng 7 ngày kể từ ngày đến về địa phương và tiếp tục hạn chế tiếp xúc. Tự theo dõi sức khỏe trong vòng 14 ngày tiếp theo. Thực hiện xét nghiệm vật chất di truyền ARN hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên mẫu đơn 2 lần vào ngày đầu tiên và ngày thứ bảy trong thời gian cách ly y tế tại nhà nơi lưu trú. Thông báo ngay cho cơ quan y tế trên địa bàn trong trường hợp xuất hiện các triệu chứng sốt, ho, đau họng, khó thở, giảm hoặc mất vị giác hoặc khứu giác. Trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 thì xử trí theo quy định. 3. Người đi từ khu vực nguy cơ thấp đến khu vực nguy cơ cao hơn, Sở y tế trên địa bàn tiếp nhận người đến dựa trên đánh giá dịch tễ và tình hình dịch trên địa bàn để hướng dẫn theo dõi cách ly, lấy mẫu xét nghiệm trong trường hợp cần thiết. 4. Chỉ đạo các đơn vị liên quan tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện các nguyên tắc phòng chống dịch, thực hiện thông điệp 5K và các biện pháp phòng chống dịch cần áp dụng tại nơi đến phối hợp với các tỉnh, thành phố khác, tổ chức đưa đón người dân có tổ chức chu đáo an toàn, đảm bảo các nguyên tắc về phòng chống dịch COVID-19.